khởi tố vụ án trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình. Ngày 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người để điều tra làm rõ việc một trẻ mầm non đang theo học tại trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh đến trường dẫn đến tử vong. Theo công an tỉnh Thái Bình, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh TDA, 20 tuổi, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư về việc cháu TGH, 5 tuổi, học sinh lớp 4 tuổi trường mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an thành phố phối hợp viện kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Bước đầu cơ quan công an xác định khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, anh NVL, 59 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình điều khiển ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA, cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.